Cũng trong sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến về ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, xem xét cho ý kiến về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kết luận nhất trí với phương án cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm từ 8 phòng xuống 7 phòng. Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở sẽ thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nội dung quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực tiếp tục bàn bạc, thảo luận để có ý kiến thống nhất trước khi trình phê duyệt. Việc xây dựng quy định trên nguyên tắc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho các địa phương, cấp quyết định đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra gắn với thẩm quyền chức năng được giao để xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị địa phương và cá nhân có liên quan.